Sau đây thì mình sẽ học thêm lệnh là divide và measure ha. Divide là chia khoảng cách đều nhau. Còn measure là chia đối tượng với một khoảng cách cho trước và phần còn lại thì dư bao nhiêu nó thừa ra. Rồi giả sử mình có một đường thẳng. Hay là một đường cong. Rồi. Bây giờ mình muốn chia đường thẳng này ra làm 5 phần bằng nhau chẳng vậy thì mình bấm lệnh divide. Bấm lệnh DIV là lệnh tắt của nó ha, DIV. Enter. Rồi, đầu tiên dòng lệnh hỏi select object to divide có nghĩa là chọn đối tượng cần chia. Ở đây mình chọn là đường thẳng. Nè. Sau đó nó hỏi là enter the number of segments là nhập số đoạn chia. Thì đây là 5, tại vì mình chia làm 5 mà, đúng không? Thì enter. Thì lập tức là nó chia đường thẳng là 5 phần bằng nhau. Và cái chia của nó đó thì nó là một cái điểm bold. Điểm bold có nghĩa là một dấu chấm. Những dấu chấm á mình không thấy tại vì nằm chung với đường thẳng rồi. Thì muốn thấy bằng cách là mình quét đối tượng lên đó, quét chọn đối tượng ha. Đó, thì mình thấy không? 1, 2, 3, 4, 4 chấm nó chia ra 5 khoảng bằng nhau. Đó. Tương tự với đường cong vậy ha. Rồi bấm lại lệnh divide ha. DIV, enter. Rồi, đầu tiên là chọn đối tượng cần chia. Thì ở đây mình chọn đường cong. Sau đó nó hỏi là nhập số đoạn chia. Thì mình chia làm 4 phần. Mình nhập vô số 4, enter. Là xong ha. Rồi bây giờ mình quét qua thử ha. Quét chọn qua thử. Đó không? Nó hiện ra 3 dấu chấm. 1, 2, 3, 4. Do là dấu chấm nằm trùng với cái đường cong hoặc đường thẳng mình không thấy. Thì có một cái lệnh để đổi cái kiểu thể hiện điểm này lên. Thì đó là lệnh DDBTime. DDBTime. Đây. Enter ha. Đây. Đó mặc định là dấu chấm này không? Thì bây giờ mình đổi kiểu khác bằng cách đổi kiểu vừa có hình tròn mà vừa có đường chéo. Bấm OK. Đó, thì lập tức nó hiện lên cho mình liền. Thì những cái điểm này nè, chế độ chỉ bắt của điểm của nó là node. Ví dụ mình vẽ lệnh line đi, line enter. Đó, mình rơi vô nè. Thấy không? Thấy kiểu node hiện lên ha. Node lên, bên này cũng vậy ha. Chọn vô nè. Node thấy không? Enter. Tương tự vậy ha. Chọn đây nè. Nốt nè, tương tự đây nè, nốt nè, tương tự đây nè, nốt nè ha, tương tự đây, nốt, enter. Rồi, tiếp theo thì cũng cái đường thẳng này và đường cong này thì ta dùng lệnh measure, đây là measure. Delete đi ha, delete đi. Đầu tiên ta đo thử khoảng cách này, DI ngắn nè, đo thử nè. Còn từ đến đây khoảng bao nhiêu? Đó, nó khoảng bằng 8 chấm mấy này không? Giờ mình chia ha. Thay vì dùng lệnh divide hay lệnh measure, thì lệnh measure này có cấu trúc y hệt cái lệnh divide. Lệnh viết tắt của nó là lệnh ME, enter. Đầu tiên là chọn đối tượng cần chia ha. Sau đó nó không phải là nhập số đoạn chia mà nhập chiều dài của đoạn thẳng đó, chiều dài đoạn mình chia. Thì ở đây mình chia làm chiều dài của nó là khoảng 2 ha, 2 đi enter ha. Thì nó chia nè 2 2 2 2. Còn lẽ như nó dư ra khúc này ha. Thì cái điểm bắt đầu chia nó tính từ cái điểm mà mình vẽ đường thẳng đó ha. Để vẽ đường thẳng điểm đầu đây nè, điểm cuối endpoint này nè, thì chia ra chỗ đó. Tương tự với đường cong vậy ha. Đây lệnh là measure nè. ME, enter. Đầu tiên là chọn đối tượng cần chia. Sau đó specify length of segment nè. Thì có là nhập độ dài đoạn chia. Thì ở đây mình nhập 1.5 như hạn vậy. Enter. Đó, thì nó chia ra 1.5. Không? Tính là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn lẽ như nó dồn đây. Còn cái khoảng cách này là bằng 1.5. Ha. Đó là lệnh measure và divide. Rồi. Giả sử
Bây giờ ta có một hình elip L enter à, elip à. Rồi ta có một cái hình rectangle. Rồi di chuyển cái hình rectangle này vô tâm, vô cung 1/4 của hình elip đi à. Rồi di chuyển nó ra một tí. Rồi thì ta muốn sao chép cái hình rectangle này nè đi theo cái vòng cung elip này thì bằng cách nào? Nếu mà dùng lệnh array á thì array nó chỉ sao chép đối tượng theo vòng tròn à, đối sao chép đối tượng theo hàng và cột, và đối tượng sao chép đối tượng theo đường dẫn là path. Thì thoạt nhìn thì mình tưởng là lệnh array sẽ dùng sao chép đối tượng theo đường dẫn là path được, nhưng mà ở đối với hình elip thì nó không được à, thì ở đây ta thực hiện bằng lệnh divide ha, là chia đối tượng. Rồi à, để chia đối tượng được trên đường elip này thì đầu tiên nó phải có một cái block ha. Rồi bắt đầu ta bấm lệnh block, bấm chỉ b bò enter ha. Thì hợp hại block nó hiện ra là block definition, định nghĩa về block. Thì ở đây mình đặt tên nè, ví dụ đặt tên là ghế giờ e ghế. Rồi ở phần điểm chèn bitpoint nè, thì bấm vô cái ô vuông cái bên đó ha, bấm vô vuông này bitpoint, thì cái điểm chèn nó bắt buộc phải nằm trên cái hình elip nha, nằm trên hình elip à, nằm ở cung 1/4 của nó, watch run. À. Rồi sau khi chọn điểm chèn xong, ta chọn đối tượng select object thì bấm vô cái nút vuông vuông cái bên đó nha, nhớ nha, bấm vô nút vuông vuông bên đó. Thì ở đây đối tượng của mình là cái ghế này à, là cái hình rectangle, enter. Rồi chỉ cần bấm ok là xong. Rồi bây giờ ta thực hiện lệnh divide, bấm chữ div enter. Đầu tiên là chọn đối tượng cần chia, thì đối tượng ở đây của mình là cái hình elip à. Sau đó nó enter the number of segments, có nghĩa là nhập số đoạn chia, thì đây mình không nhập à, mình bấm vào chữ block, block này làm block. Rồi bắt đầu nó hỏi là enter name of block to insert à, là tên của cái block đó. Thì nãy mình đặt tên là ghế, mà ghe enter. Rồi tiếp theo nó hỏi là align block with object yes or no, có nghĩa là có hướng cái lock này copy vô tâm của hình clip không, thì mình trả lời là yes ha, enter luôn. Rồi lúc này nó sẽ hỏi lại một lần nữa là enter the number of segments, là nhập số đoạn cần chia, thì đang nhập là số 8, enter ha. Thì lập tức nó sao chép ra thành 8 cái ghế và xung quanh cái hình clip. Tương tự như lệnh divide thì lệnh measure cũng vậy ha, nó cũng chia đối tượng ra ha. Nhưng mà cái điều lệnh measure thì cái khoảng cách này nè nó đều nhau, nhưng mà có khoảng cách cho nhập trước mà còn lại số lẻ nó dồn sao à, còn lệnh divide nó chia đều ra hết, nó không cần biết khoảng cách này nhiều, nó cứ chia đều ra thôi à, còn lệnh measure thì nó phải có khoảng cách trước, chiều dài khoảng cách trước, rồi còn lẻ như thế dồn ra phía sau ha, đó là lệnh measure và divide.